và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Người bảo các ông: Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Và xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ. Người còn nói với các ông: Ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: Bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà lại đáp: Xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thế nên thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hãy ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó, hoặc nó xin trứng mà lại cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin người sao? Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, lời Chúa Giêsu ngày hôm nay sẽ đặt ra cho chúng ta thắc mắc. Chúa Giêsu đã nói ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Vậy thì có nhiều lần chúng ta đã xin, xin nhiều lần, xin dai dẳng, vậy mà Chúa có vẻ như không đáp ứng, Chúa không cho. Nhiều lần chúng ta tìm nhưng không thấy, nhiều lần chúng ta gõ cửa nhưng chẳng ai mở cho. Vì thì phải chăng lời của Chúa Giêsu có vẻ ngoa ngữ và nói để cho xuôi tai? Trước khi trả lời câu này, chúng ta thử xem phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay 3 bài đọc cho chúng ta ý nghĩa điều gì. Thưa xin thưa rằng Thiên Chúa dựng nên con người theo thánh ý Thiên Chúa. Và chúng ta nên nhớ sách giáo lý Công giáo đã khẳng định rằng Chúa dựng nên con người là muốn con người được thông hiệp vào sự sống đời đời với chính Chúa Ba Ngôi. Và sự sống đời đời với chính Chúa Ba Ngôi là để chúng ta được hạnh phúc, để chúng ta đạt được cái sự sống đời đời. Và vì thế chúng ta được dựng nên cho Chúa thì chúng ta phải sống cho Chúa. Và một trong những điều để hiệp thông chính trong sự sống của Thiên Chúa là đi vào trong cái tương quan với chính Chúa. Cho nên đỉnh cao của phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay đó chính là lời kính lạy Cha mà Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ cũng như chúng ta ngày hôm nay. Tin mừng Thánh Luca chỉ tường thuật ngắn gọn kính lạy Cha. Tin mừng Matthew sẽ diễn tả 7 cái lời cầu xin. Để diễn tả tại sao lời kinh lạy Cha là lời kinh đẹp nhất, hiệu quả nhất và tuyệt hảo nhất. Bởi vì con số 7, con số 7 trong Kinh Thánh là con số hoàn hảo, con số tuyệt đẹp.
Và chúng ta thấy rằng ba cái lời kinh đầu, kinh lạy cha, ba cái ước nguyện là xin được danh cha vinh hiển, xin cho nước cha trị đến, và xin ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Quả thật ngày hôm nay sở dĩ con người sinh ra cảnh chiến tranh, sở dĩ con người sống trong bất hạnh và xung khắc nhau là bởi vì con người đã không biết Thiên Chúa, không biết Đức Giê-xu Ki-tô là ơn cứu độ. Bởi vì một khi người ta nhận biết Chúa là nguồn mà sự sống, là gia nghiệp, và nhận biết Chúa Giê-xu Ki-tô cứu độ, thì con người ta sẽ không dám phạm tội bằng cách người ta triệt hạ nhau. Chỉ vì người ta không nhận biết cái điều đó, cho nên người ta đã không chạy đến với Chúa. Vì thế chúng ta ước nguyện ba lời đầu là hướng về Thiên Chúa, xin cho danh Thiên Chúa được mọi người biết đến, xin cho nước Chúa, tức là nước trời, mà ngay từ đầu Chúa dựng nên vườn địa đàng, tức là vương quốc của tình yêu, vương quốc của hạnh phúc nước trời dành cho con người. Đồng thời chúng ta xin ý Chúa thể hiện dưới đất cũng như trên trời, mà ý Chúa là mang lại cho con người được bình an và hạnh phúc. Cho nên lời kinh lạy cha đầu tiên chúng ta phải đặt ưu tiên là tương quan với chính Chúa. Một khi chúng ta sống cái tương quan đó, thì rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta sẽ tạo ra một cái tương quan rất tốt cho anh chị em của mình. Thế nhưng điều khổ nổi khi con người ta đến với Chúa, người ta chỉ biết xin, và người ta chỉ biết đáp ứng cái nhu cầu của con người chúng ta, mà quên mất một điều đi vào trong tương quan với chính Chúa. Cho nên lời kinh lạy cha nó lại là kinh tuyệt hảo. Chúa cho chúng ta đi vào trong tương quan, mà được chúng ta được gọi Chúa là cha. Đó là một cái hồng ân quá lớn. Để rồi đi đến cái bốn lời nguyện cầu cho chính bản thân chúng ta và cho người khác. Bốn lời nguyện cầu đó là xin nhu cầu cho chúng ta, xin cha cho chúng con lương thực hàng ngày. Tại sao Chúa Giê-xu không dạy cho chúng ta là xin cho chúng con lương thực hàng ngày, và những lương thực còn dư đủ để phòng hờ những dự phòng thiên tai lũ lụt thì nó có vẻ được hơn không? Không. Cái chữ hàng ngày, cái tiếng Anh daily, mỗi ngày, nó là cái giây phút hiện tại, present, là hiện tại. Nghĩa là gì? Là thưa con người cần phải sống trong giây phút hiện tại, và đó có là giây phút tốt nhất. Bởi vì quá khứ đã qua, chúng ta không níu kéo lại. Tương lai là trước mặt chúng ta không biết. Cho nên sống giây phút hiện tại, xin cho lương thực hàng ngày, để chúng ta đừng bám vào những cái vật chất của cái nhu cầu của con người, mà quên mất cái điều tốt hơn, ưu tiên hơn là nước trời. Xin cho lương thực hàng ngày, để chúng ta tránh đi những cái lòng tham của chúng ta, những cái tích trữ trên trần gian mà mai mối mòn sẽ ăn mòn tất cả. Xin cho lương thực hàng ngày, để chúng ta sống cái sự tín thác và quan phòng của Thiên Chúa. Xin tha thứ cho chúng con. Đó là điều căn bản nhất. Bởi vì khi chúng ta thấy tương quan giữa chúng ta với Chúa, một cái con người được dựng nên từ bụi đất, một con người yếu hèn tội lỗi, thì chúng ta phải ý thức rõ chúng ta vẫn mang cái vết tích của tội lỗi, vẫn đầy khiếm khuyết. Cho nên nhiều lần chúng ta xúc phạm đến Chúa rất nhiều, qua việc chúng ta xúc phạm đến anh chị em chúng ta. Cho nên chúng ta nài xin lòng thương xót của Chúa, xin cha tha nợ chúng con, như chúng con cũng sẽ tha nợ kẻ khác. Cho nên rõ ràng cái tương quan với Chúa tốt đẹp thì tương quan với anh chị em sẽ tốt đẹp. Mà tương quan với Chúa có vấn đề, chúng ta xem Chúa như một cái thủ kho, chúng ta xem Chúa phải đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Nếu chúng ta thấy rằng Chúa không theo nhu cầu của chúng ta bỏ Chúa, bỏ nhà thờ, bỏ đọc kinh cầu nguyện. Và từ đó chúng ta sẽ bỏ đi cái tình bác ái với anh chị em của mình, như chúng con cũng sẽ phải tha thứ cho những người khác. Và hai lời cầu xin cuối cùng đó là gì? Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Con người chẳng những yếu đuối giới hạn, và còn hay bị thỏa hiệp với ma quỷ. Những cái đam mê, những cái nhục dục, những cái ý riêng, những cái tính toán, những cái tôi làm cho chúng ta xa ngã. Những bao nhiêu cạm bẫy vật chất, quyền lực, tiền tài, danh vọng làm chúng ta xa ngã. Ma quỷ rất xảo quyệt, rất tinh vi.
Cho nên chúng ta hãy cầu xin điều đó để chúng ta biết phân biệt, nhận thức được đâu là tốt và xấu, đâu là cái sự tinh xảo của ma quỷ, đâu là sự thỏa hiệp của sự dữ, để rồi chúng ta phân định được nhờ ơn Chúa Thánh Thần, nhờ sự khôn ngoan, hầu chúng ta vượt qua được để tránh đi sự dữ, để tránh đi những cái cám dỗ của ma quỷ làm chúng ta xa ngã. Vậy thì rõ ràng cái điều cốt yếu là đi vào trong tương quan với Thiên Chúa. Vậy thì kính thưa anh chị em, tôi xin giải đáp câu hỏi đầu tiên mà tôi đã đặt ra. Thế thì tại sao nhiều lần chúng ta xin mà không được, nài nỉ hoài mà không được? Thưa, có những điều lý do sau đây. Chúng ta xin mà không được vì lý do thứ nhất, chúng ta xin điều xấu, xin điều ác. Đôi khi chúng ta thấy rằng không phải là cách cụ thể, nhưng những lúc chúng ta thấy là những người mà chúng ta ghét, hoặc là những người tên trộm cướp, hoặc là những cái bọn IS, chúng ta lạy Chúa xong Chúa giết chết cho họ rồi, tại sao Chúa không giết họ cho rồi để cho dẹp đi cái sự dữ như người ác? Chúa không bao giờ giết những người đó. Vì sao? Họ cũng là một con người. Tuy là những kẻ giết người, những kẻ cướp của, nhưng họ vẫn là con người. Mà vì sao họ bị cướp của giết người? Là thế lực đằng sau, đó là ma quỷ xúi dục họ. Cho nên Chúa thương những người lành cũng như tất cả những người tội lỗi. Và chúng ta thấy qua bài đọc 1 từ sách Xuất Hành, tổ phụ Abraham đã nài xin Chúa: Chúa ơi, Chúa lại hủy diệt cái dân thành này Sodom và Gomorra, mà trong đó lỡ có 100 người thì sao? Đoạn Xuất Hành đã rút gọn lại cái đoạn đối thoại với Abraham với Chúa là: Chúa ơi, lỡ 100 người thì Chúa chấp nhận 100 người. Sau đó Abraham đã hạ xuống 50, và chúng ta đoạn vừa nghe, từ 50 hạ xuống 45, 30, 20 và chỉ còn 10 người. Chúa ơi, lỡ 10 người trong cái đám thành đó là người lành, là người công chính, chẳng lẽ Chúa diệt hết sao? Thì Chúa vẫn chấp nhận. Cho thấy rằng ơn Chúa vẫn đổ xuống trên tất cả người lành và kẻ dữ, người tốt thánh thiện hay là người tội lỗi. Và điều đó chúng ta thấy lời cầu nguyện của Abraham: xin cho những người còn lại, những người tốt lành không bị họa lây. Và rồi chúng ta thấy rõ ràng, vì thế chúng ta xin cái điều ác, hay hoặc chúng ta gặp một người trường hợp nào đó bị tai nạn hay bị giết đáng đời, phải chăng chúng ta đang ước muốn cái điều xấu? Chúa không bao giờ làm điều xấu, cho nên chúng ta xin mà không được, để chúng ta xin những cái điều phải, những điều quấy, để Chúa xin cho con trúng mánh, mà trong khi cái tiền trúng mánh đó lại là cái tiền mà rất là bất chính. Để Chúa xin cho con được ngày hôm nay được ăn trộm ngon lành. Có những người xin tôi là xin cho con, xin cha dâng lễ cho con xin như ý. Tôi hỏi xin như ý là xin như gì? Thì gãi đầu không nói. Thì tôi mới nói là có phải là xin là trúng mánh không? Thì sau đó phát hiện ra thì cho vay nặng lãi. Tức là do vấn đề là cho người khác vay nặng 30%, người khác không giật hồ giật, không chịu trả. Cầu xin Chúa cho cái thằng đó để trả cái nợ cho con, mà trong khi cái tiền đó là cái tiền bất chính. Cho nên xin điều ác mà Chúa không thể nào đồng lõa với điều ác. Thứ hai, điều chúng ta xin đôi khi là tốt, nhưng đối với Chúa không tốt, cho nên Chúa sẽ không cho. Giống như một đứa bé trẻ sơ sinh, nó thấy một ngọn lửa, nó nhào tới nó chụp xin cho bằng được. Hoặc là thấy một cái con dao, nó nhào tới nó đòi nó bằng được. Nó không biết rằng đó là cái hậu quả xấu sẽ làm cho nó phỏng tay hoặc làm cho nó đứt tay. Như một người cha, một người mẹ yêu thương không bao giờ để cho một đứa trẻ sơ sinh để chơi với lửa và chơi với con dao. Thì những điều chúng ta xin, chúng ta cho rằng tốt, nhưng đôi khi Chúa thấy rõ những điều đó sẽ gây hại cho chúng ta. Thí dụ chúng ta xin trúng vé số, điều đó không có xấu, nhưng chúng ta biết rằng khi chúng ta trúng vé số 1 tỷ đồng hay trúng vé số độc đắc thì coi chừng mạng sống của chúng ta sẽ mất. Đôi khi Chúa không cho. Thí dụ như vậy. Điều thứ ba, chúng ta xin mà xin với sự đòi hỏi và mất đi sự tín thác, mất đi sự kiên nhẫn. Chúng ta coi Chúa như một cái thủ kho. Xin điều này Chúa phải cho liền, xin điều kia Chúa phải cho liền, mà thiếu sự tín thác, thiếu sự tình yêu. Như tôi nói, chúng ta đi vào trong tương quan với Chúa là cha, là đấng yêu thương chúng ta, đấng ban cho chúng ta sự sống, chứ không phải là một thủ kho khi chúng ta xin là Chúa cho chúng ta liền. Vì thế mất kiên nhẫn. Chúng ta thấy tổ phụ Abraham rất kiên nhẫn để sống theo ý Chúa, để mong Chúa cứu những người lành. Gương thánh nữ Monica cũng vậy, cầu nguyện cho người chồng ngoại đạo bạo lực suốt gần 20 năm. Rồi cầu nguyện cho thánh Augustino là đứa con của mình đã chạy theo tội lỗi lạc giáo,
cũng 19 năm, gần 20 năm, kiên trì trong nước mắt, cầu nguyện, phó thác. Đó chính là sự kiên nhẫn. Cho nên tại sao chúng ta không đáp ứng? Bởi vì chúng ta thiếu kiên nhẫn và chúng ta xem Chúa như một thủ kho. Và điều thứ tư, chúng ta xin điều tốt, trong khi đời sống của chúng ta thì ngược lại, sống rất tệ hại. Chúng ta xin cho chúng ta được bình an và chúng ta cứ gây chiến người khác, chửi rủa người khác. Chúng ta xin cho chúng ta được người khác yêu mến và chúng ta cứ gây hận thù. Chúng ta xin cho cộng đoàn hiệp nhất mà chính bản thân chúng ta gây chia rẽ. Chúng ta xin được ơn hòa thượng trên thượng dưới hòa trong gia đình của chúng ta, và trong khi chính chúng ta lại chửi chồng, chửi vợ, chửi con. Chúng ta xin cho chúng ta được may mắn mà chính chúng ta tạo ra một cái rủi ro, tạo ra cái sự bất hạnh cho bản thân mình. Đam mê cờ bạc, rượu chè, ma túy v.v. Tức là chúng ta xin điều tốt nhưng chúng ta lại không sống lấy cái điều đó, cái tương xứng. Dĩ nhiên không ai tự hào mình sống lấy những gì mà mình muốn được, nhưng ít ra chúng ta hãy cố gắng sống làm sao trong cái tương quan tốt lành, những điều để phù hợp những điều chúng ta xin. Vì thế đó là lý do tại sao chúng ta không đạt được những điều đã xin. Vì thế hãy xin thì sẽ được, nghĩa là chúng ta xin với tấm lòng chân thành như lời Chúa Giêsu ngày hôm nay qua cái hình ảnh đó. Anh hãy xin với sự kiên nhẫn và hãy xin với tấm lòng thành, chân thành, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được những điều mà chúng ta được mãn nguyện. Xin cho tất cả chúng ta ngày hôm nay phụng vụ lời Chúa một lần nữa, cầu nguyện với Chúa là không phải là xin xỏ, không phải là đòi những nhu cầu của chúng ta đáp ứng thật sự, mà cầu nguyện là đi vào trong tương quan với chính Chúa. Chúng ta sống theo thánh ý Thiên Chúa và xin Chúa ban cho chúng ta được đụng chạm đến Ngài và hiểu được tấm lòng thương xót của Chúa là như là một người cha. Để rồi chúng ta dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện, tạ ơn, tâm tình tạ ơn, lời ca tụng, chúc lành. Đồng thời chúng ta khẩn khoản với tấm lòng khiêm tốn, với tấm lòng thành, và quấy với đời sống tốt lành, tương xứng những gì chúng ta xin, thì tôi tin chắc rằng Chúa luôn sẽ đáp ứng chúng ta. Mà có những điều chúng ta xin Chúa không cho, Chúa sẽ cho những điều khác tốt hơn gấp mấy lần. Bởi vì những điều tới ta xin đôi khi sẽ gây hại chúng ta. Chúa không bao giờ bỏ rơi bất cứ một lời cầu xin nào của con người khi chúng ta sống với tâm tình con thảo, khi chúng ta đi vào trong tương quan với chính Chúa. Xin cho những ước nguyện của chúng ta đạt được mãn nguyện trong thánh ý Thiên Chúa, trong tình yêu, trong sự tín thác và trong sự thành tâm. Amen. Tôi tin